vợ chưa cưới Seo Yang đòi hôn. Yang Min vội vã chỉ vào đứa bé trước mặt, dặn cô ta giữ hình tượng. Nhưng anh ấy không ngờ, bé trai này thực ra là con trai ruột của mình. Hôm sau Yang Min bỗng nhận được điện thoại của tình đầu. Cô ta muốn hẹn gặp Yang Min, đây là lần gặp mặt đầu tiên. Sau 6 năm chia tay, Yang Min thấp thỏm tới khách sạn. Ai ngờ vừa vào phòng đã thấy bé trai đó. Đây là con trai em. Con trai ư? Yang Min cũng không nghĩ nhiều, nhiệt tình lại gần chào hỏi bé trai tên Jun. Nhưng cậu bé lại rất lạnh lùng, không nói câu nào, khiến Yang Min có hơi ngượng ngùng. Tình đầu không nói với anh ấy thân phận thật sự của Jun, chỉ bảo cô ta với bố đứa bé đã chia tay rất lâu rồi. Lần này cô ta gọi cho Yang Min là muốn nhờ anh ấy đưa mẹ con họ tới sở thú chơi. Dù sao cũng là lời thỉnh cầu của tình đầu, Yang Min không từ chối. Trong sở thú, Jun nghịch ngợm đòi leo hàng rào. Yang Min vội vã chạy tới bế đứa bé xuống. Anh ấy sốt sắng kiểm tra xem đứa bé có bị thương không. Đây là lần đầu tiên Jun cảm nhận được sự quan tâm của bố. Mặc dù Jun tỏ ra lạnh lùng, nhưng rất lễ phép, khi tạm biệt còn chủ động chào Yang Min. Yang Min tự dưng có cảm giác gần gũi với Jun. Nhưng họ vừa tạm biệt, Yang Min lại nhận được điện thoại của tình đầu. Jun. Ừm, nó sao vậy? Là con trai anh. Yang Min rất sững sờ, không dám tin vào tai mình. Anh ấy lập tức quay đầu xe về khách sạn. Cho dù thế nào, anh ấy cũng không thể chấp nhận việc tình đầu đã chia tay 6 năm bỗng xuất hiện, còn dẫn đứa con trai 5 tuổi quay về. Lúc này Misu mới nói với Yang Min, sau một tháng họ chia tay, cô ta mới biết mình mang thai. Misu định một mình nuôi con, nhưng giờ cô ta sắp tái hôn, chồng chưa cưới không chấp nhận Jun, cô ta đành phải đưa đứa bé cho Yang Min nuôi dưỡng. Yang Min vừa suy sụp vừa tức giận. Em muốn làm gì thì làm ư? Không bàn bạc với anh đã sinh con, để anh nuôi con. Em đùa ư? Hơn nữa một tuần trước Yang Min vừa đính hôn, cũng có cuộc sống riêng của mình, anh ấy sẽ không chấp nhận đứa con này. Yang Min lạnh lùng quay người bỏ đi. Ai ngờ Misu không cho anh ấy quyền từ chối. Hôm sau, Jun tự kéo vali tới nơi Yang Min làm việc. Trên mặt Jun không có bất kỳ biểu cảm nào. Sau đó đưa cho Yang Min một bức thư. Lúc này anh ấy mới biết Misu đã bỏ rơi con trai, một mình quay về Mỹ. Yang Min tức phát điên. Anh ấy vội đưa đứa bé tới sân bay, nhưng vẫn muộn một bước, tự dưng có thêm đứa con trai. Yang Min không biết nên làm sao. Seo Yang rất tức giận vì Yang Min đến muộn. Cô ta yêu cầu anh ấy lập tức tới đây. Yang Min không biết giải thích sự việc hoang đường này như thế nào. Anh ấy liên tục xin lỗi Seo Yang, xin lùi lại buổi hẹn hôm nay, khiến Seo Yang rất bực bội. Yang Min có nỗi khổ riêng mà không nói ra được. Lúc này Jun kêu đói, anh ấy đành đưa cậu ấy đi ăn cơm. Jun biết mẹ đã bỏ rơi mình, mà bố cũng không thích cậu bé. Jun ấm ức bật khóc. Mặc dù Yang Min không có tình cảm với con trai, nhưng dù sao cũng là máu mủ ruột thịt. Anh ấy đau lòng lau nước mắt cho con. Chuyện đã tới nước này, Yang Min đành đưa Jun về nhà. Yang Min là trẻ mồ côi, sống với bà Han từ bé tới lớn. Bà Han cũng coi anh ấy như con trai ruột. Thấy Yang Min dẫn một bé trai về nhà, bà ta cũng rất thắc mắc. Nhưng sau khi Yang Min nói với họ về thân thế của đứa bé, bà Han rất suy sụp. Bà ta không thể chấp nhận chuyện hoang đường như vậy. Yang Min đã đính hôn với thiên kim tài phiệt. Một khi Seo Yang biết chuyện về đứa bé, chắc chắn sẽ hủy hôn. Bà Han tức giận yêu cầu Yang Min lập tức đưa đứa bé về Mỹ. Người nhà không chấp nhận đứa trẻ. Yang Min cũng không biết làm sao. Anh ấy mệt mỏi về phòng. Ai ngờ Jun lại biến mất. Anh ấy vội vã ra ngoài tìm kiếm. Ai ngờ thấy Jun kéo hết hành lý, ngồi cô đơn trước cửa nhà. Thấy con trai bình an vô sự, Yang Min mới yên tâm. Nhưng khi lại gần, mới phát hiện hai mắt con trai đỏ hoe. Misu tình cờ va vào Yang Min. Túi của hai người rơi xuống sàn. Misu tiện tay lấy một cái túi, rồi quay người bỏ chạy. Khi cô ấy về nhà, phát hiện bao tay trong túi biến thành quần lót đôi. Lúc này cô ấy mới biết mình cầm nhầm túi. Misu hoảng loạn chạy tới trung tâm thương mại. Đúng lúc Yang Min cũng ở đây, anh ấy liền giằng lấy cái túi, quay người bỏ đi. Misu thấy rất có lỗi, cô ấy vội vã đuổi theo xin lỗi anh ấy. Tôi xin lỗi, là sơ suất của tôi. Ai ngờ Yang Min nghe thấy hai từ sơ suất thì càng tức giận hơn, trách mắng một sai lầm của Misu đã khiến anh ấy bị tổn thất. Yang Min không tha thứ cho Misu, lạnh lùng bỏ đi. Vốn tưởng hai người sẽ không còn liên hệ gì, ai ngờ họ nhanh chóng gặp lại nhau. Misu là phóng viên, cô ấy cần phỏng vấn kiến trúc sư nổi tiếng Yang Min. Ai ngờ, người đàn ông quá đáng đó lại là Yang Min. Anh ấy đương nhiên cũng không nể mặt Misu. Trong suốt quá trình phỏng vấn, Yang Min luôn tỏ thái độ không phối hợp trả lời, khiến Misu rất bất mãn. Sau khi kết thúc phỏng vấn, Misu tức giận tới tìm Yang Min. Anh bảo tôi đừng gây thiệt hại cho người khác nữa. Thế thì sau này anh cũng phải làm người tốt chứ. Hai người nói chuyện không mấy vui vẻ. Thực ra hôm nay Yang Min không phối hợp phỏng vấn là vì trong nhà xảy ra một chuyện lớn. Tình đầu chia tay 6 năm, bỗng dưng để lại cho Yang Min đứa con trai 5 tuổi, khiến anh ấy không biết nên làm thế nào, vì còn phải đi làm. Yang Min nhờ ông Han chăm sóc con trai. Ông Han thấy Jun lúc nào cũng ủ rũ,
bèn đưa đứa bé tới công viên chơi. Đúng lúc Misu với cháu gái cũng đang vui đùa ở đây. Khi họ đang đùa giỡn, vô tình làm hỏng robot của Jun. Jun ấm ức nhìn robot. Misu thấy cậu bé đáng yêu, bèn chụp ảnh lại. Cô ấy chụp rất nhiều ảnh cho ông Han xem, ông ấy rất thích. Thế nên nói email của Youngmin cho Misu để cô ấy gửi ảnh. Đến tối, ông Han nhận được bức ảnh Misu gửi tới. Misu còn viết một bức thư, mong lần sau có thể gặp lại Jun. Con bé rất lễ phép. Có thể gặp lại thì tốt. Xem ra ông Han rất quý Misu, còn bảo Youngmin cảm ơn cô ấy. Cho dù thế nào, Youngmin với Misu cũng không ngờ người đối diện lại là người mình ghét nhất. Đến đêm, Youngmin bỗng phát hiện con trai sốt cao, vội vã đưa đứa bé tới bệnh viện. Cùng lúc đó, anh chồng của Misu bỗng bị viêm dạ dày phải nhập viện. Chị gái Misu hoảng loạn mượn thẻ ngân hàng của Misu tới bệnh viện thăm chồng. Misu nhận ra Jun, thấy cậu bé đáng thương, cô ấy cũng rất đau lòng. Sau khi về nhà, cô ấy kể chuyện Jun bị ốm với cả nhà. Misu lo lắng gửi email cho Youngmin, anh hãy nói với Jun. Bạn của cậu bé đang đợi ở công viên. Lời nhắn từ dì Misu. Sự quan tâm của Misu khiến Youngmin có hơi cảm động. Anh ấy lịch sự phản hồi lại. Bà Han muốn kiểm tra Jun có phải con trai của Youngmin không. Bà ta âm thầm nhổ mấy cọng tóc của cậu bé, mang tới bệnh viện làm giám định. Sau khi bà Han rời khỏi nhà, trong nhà chỉ còn mỗi Jun. Cậu bé thấy hơi chán, tò mò tới phòng Youngmin, cầm bút bắt đầu tô màu. Nhưng Jun không biết tờ giấy này là bản thiết kế của Youngmin. Sau khi biết chuyện, anh ấy rất tức giận. Tức giận chất vấn Jun, tại sao lại viết bậy vào giấy. Jun ấm ức bật khóc. Con muốn tìm mẹ. Vậy con đi đi. Lần đầu tiên Youngmin nổi cáu với Jun. Ai ngờ tối đó cậu bé lại biến mất. Cả nhà đều rất sốt sắng. Misu đang dẫn cháu gái đi mua đồ, tình cờ thấy Jun đi loanh quanh. Khi Youngmin không biết nên đi đâu tìm con, bỗng nhận được điện thoại của cảnh sát. Youngmin lập tức chạy tới đó, thấy con trai bình an vô sự, anh ấy mới yên tâm. Misu cũng ngây người, ai ngờ lại gặp Youngmin ở đây. Lúc này Youngmin mới biết Misu là người gửi ảnh cho mình. Khoảnh khắc này anh ấy không còn tỏ thái độ với Misu. Hôm nay Seo-young bỗng nhiên tới nhà Youngmin, vừa vào nhà thì thấy Jun. Cháu là ai vậy? Jun không trả lời, nhưng bà Han thì sợ hết hồn, vội vã đẩy đứa bé vào phòng. Nó là con của nhà họ hàng bên Mỹ. Bà Han sợ Seo-young sau khi biết thân phận của Jun, trong lúc tức giận sẽ hủy hôn với Youngmin. Bà ta bèn lấy cớ lấp liếm. Cũng may Seo-young không truy hỏi. Youngmin cũng nhanh chóng biết chuyện này, anh ấy rất đau đầu. Khi hai người thân mật, Youngmin cứ nghĩ tới con trai, bỗng mất hết hứng thú. Youngmin xin lỗi, đẩy Seo-young ra, kêu mình quá mệt. Nhưng phản ứng của anh ấy lại khiến Seo-young hiểu nhầm, sức quyến rũ của em không còn thu hút anh nữa ư. Seo-young tức giận rời khỏi phòng ngủ. Youngmin khổ trong lòng mà không thể nói ra. Anh ấy đành tới quán ăn bên đường uống rượu. Đúng lúc gặp Misu, vì Misu giúp anh ấy tìm thấy Jun, quan hệ giữa hai người cũng dịu đi nhiều. Misu hiếu kỳ hỏi quan hệ giữa Jun và Youngmin. Anh ấy là cậu hay chú đứa bé? Cứ coi như vậy đi. Youngmin không nói cho Misu biết quan hệ giữa mình và Jun. Misu cũng không hỏi thêm. Cô ấy chu đáo đưa một ly nước ấm, an ủi Youngmin rằng chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết, khiến anh ấy cảm thấy ấm áp phần nào. Ấn tượng đầu tiên của anh ấy về Misu là một cô gái bất lịch sự. Nhưng sau khi tiếp xúc thì phát hiện Misu là một người vừa ấm ấp vừa hiền lành. Khi Youngmin ở bên cạnh cô ấy cũng cảm thấy rất nhẹ nhõm. Hôm sau khi tỉnh rượu, để cảm ơn Misu, Youngmin tới đón cô ấy đi làm. Nhưng hai người vừa ra ngoài, đúng lúc bị Seo-young nhìn thấy. Seo-young lập tức gọi điện hỏi Youngmin đang làm gì. Ghế phụ có phải có phụ nữ? Youngmin rất bất ngờ. Anh ấy thành thật nói với Seo-young, người đó là phóng viên trước đây phỏng vấn anh ấy. Vì sống chung trong tiểu khu nên tiện đường đi làm. Seo-young rất không vui. Cô ta bảo Youngmin sau này không được để phụ nữ khác ngồi ghế phụ. Đến tối, Misu và anh bạn thân Win U cùng đi xem phim. Youngmin với Seo-young cũng đúng lúc tới đây. Bốn người gặp nhau khiến Misu có hơi bất ngờ. Nhưng Seo-young thấy Misu có hơi quen. Cô là con gái của bảo mẫu nhà tôi. Nghe thấy lời nhắc của Seo-young, Misu cũng nhận ra cô ta. Ai ngờ họ lại có duyên như vậy. Cô ta kích động giới thiệu Youngmin với Misu, nhưng cứ liên tục nhấn mạnh con gái bảo mẫu, khiến Youngmin rất khó chịu, cũng rất ngượng ngùng. Huyên U cũng cảm thấy bực mình. Thấy Seo-young đang chế giễu Misu, anh ấy tức giận dẫn Misu rời đi. Nhưng duyên phận muốn cản cũng không cản được. Sau khi bốn người xem phim xong, lại gặp nhau ở nhà hàng. Seo-young nhiệt tình mời họ ở lại cùng dùng bữa. Khi ăn cơm, cô ta lại nhắc tới một chuyện thú vị. Mẹ của Misu và cô của Youngmin là bạn học cấp 3, khiến họ càng thấy có duyên. Đúng rồi, giờ Jun đang chơi ở nhà tôi. Youngmin rất hoảng loạn. Seo-young hiếu kỳ hỏi Jun là ai. Youngmin chột dạ không dám trả lời. Youngmin bảo đó là đứa bé từ Mỹ về. Seo-young nghĩ tới bé trai gặp lúc sáng. Cô ta cũng không nghĩ nhiều. Nhưng Seo-young chắc chắn không thể ngờ Jun lại là con trai của Youngmin. Khi về nhà, Youngmin định thuận đường đón con trai. Misu chu đáo đưa Jun lên xe.
Sau khi thấy cậu bé đi giày trái, cô ấy không hề trách móc, mà kiên nhẫn giúp cậu bé đổi giày. Cảnh này khiến Yang Min vô cùng cảm động, vì Misu rất quý trẻ con. Cô ấy nhiệt tình vẫy tay tạm biệt Jun. Sau khi tiễn hai người, Misu vào phòng mẹ, hiếu kỳ hỏi bà ấy có phải đã gặp bạn học cấp 3. Ai ngờ bà Moon nghe vậy, liền trở nên căng thẳng. Misu không hay biết, thân thế của mình còn ẩn giấu một bí mật. Dù rất do dự nhưng Yang Min vẫn nói với bạn gái rằng mình có một đứa con trai. Gì cơ? Đứa bé đó là con trai anh ư? Chuyện này không khác nào sét đánh ngang tai, khiến Seo Yang vô cùng chấn động. Cô ta không thể chấp nhận sự thực này, liên tục tát Yang Min, nhưng nỗi hận trong lòng vẫn không thể giảm bớt. Em không chấp nhận. Em không muốn chấp nhận nó. Anh mau quay về quá khứ, quay về lúc em vẫn chưa biết chuyện này. Mau lên. Vì không thể chấp nhận chuyện này, Seo Yang đã ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại, cô ta vẫn đau đớn tới mức khó thở. Cô ta như phát điên đập phá toàn bộ đồ đạc. Cho dù thế nào, Seo Yang cũng không muốn làm mẹ kế. Cô ta yêu cầu Yang Min ném Jun cho mẹ ruột nuôi, nếu không sẽ lập tức hủy hôn. Yang Min thẫn thờ về nhà, vì có tiếng sấm, Jun sợ hãi trốn dưới gầm bàn. Cảnh này khiến Yang Min rất đau lòng. Giờ anh ấy phải lựa chọn giữa con trai và tình yêu. Yang Min thực sự không biết nên làm sao. Hôm nay Misu thay mẹ tới giao cơm cho Seo Yang. Đúng lúc Yang Min cũng tới đây, Seo Yang vừa thấy anh ấy liền kích động. Cô ta tức giận nói với Yang Min, cho dù thế nào cũng không chấp nhận con trai của anh ấy. Misu nghe thấy lời này cũng rất bất ngờ. Cô ấy biết ý rời khỏi căn phòng. Lúc này Misu mới biết Jun là con trai của Yang Min. Khi cô ấy vẫn chưa hết bàng hoàng, đúng lúc gặp Yang Min, vì không có ai chia sẻ phiền não trong lòng, anh ấy muốn nói chuyện với Misu. Cô ấy cuối cùng cũng biết đầu đuôi câu chuyện. Cùng là phụ nữ, cô ấy có thể hiểu được tâm trạng của Seo Yang. Misu an ủi Yang Min, chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau, không có khó khăn nào không vượt qua được. Bố mẹ Seo Yang cũng biết chuyện về Jun. Hủy hôn, lập tức hủy hôn. Bà Min vốn cũng coi thường Yang Min, chứ đừng nói giờ anh ấy còn có đứa con trai. Bà ta kiên quyết phản đối hôn sự này, cho dù Yang Min níu kéo thế nào cũng vô dụng. Seo Yang đề xuất hủy hôn trước mặt cả nhà. Yang Min không thể chấp nhận quyết định này. Em không thể hiểu cho anh ư? Cũng không phải lỗi lầm anh gây ra mà. Sao em có thể dễ dàng hủy hôn như vậy? Dù vậy Seo Yang cũng không thay đổi ý định. Giờ Yang Min chỉ có thể chấp nhận sự thực. Biến cố liên tục ập tới, khiến Yang Min rất tủi thân. Anh ấy không biết bản thân đã làm sai chuyện gì. Yang Min ngồi bên đường uống rượu, đúng lúc bị Misu nhìn thấy. Anh ấy đau lòng lau nước mắt. Không biết tại sao, khi thấy Yang Min yếu đuối, Misu lại thấy thương. Cô ấy bất giác đi tới chỗ anh ấy. Tôi muốn ôm anh, được không? Misu muốn an ủi Yang Min, nhưng lúc này anh ấy chỉ muốn yên tĩnh. Cô ấy không tiếp tục cưỡng cầu, vì sợ Yang Min cảm lạnh. Misu chu đáo đưa khăn của mình cho anh ấy, lần sau nhớ trả lại cho tôi đấy nhé. Sau đó Misu rời đi. Yang Min không thể kìm nén nước mắt thêm nữa. Trong suốt thời gian qua, đây là lần đầu tiên anh ấy cảm nhận được sự quan tâm. Hôm sau vì áp lực quá lớn, Yang Min đã đổ bệnh. Bà Han rất đau lòng, mọi chuyện đều là vì Jun. Bà ta tức giận đẩy cậu bé xuống sàn. Jun có hơi tủi thân, cậu bé tưởng mình làm sai nên rất hiểu chuyện chăm sóc bố. Thấy bố vẫn chưa hạ sốt, Jun mở tủ lạnh lấy đá. Khi quay về phòng, Yang Min đã tỉnh. Lần đầu tiên Jun chủ động nói chuyện với anh ấy, mong Yang Min sớm khỏi. Sự quan tâm của con trai khiến Yang Min cảm nhận được một chút ấm áp. Ông Han cũng không đành lòng nhìn Yang Min tiếp tục đau lòng, thế nên chủ động tới tìm Seo Yang, khuyên cô ấy hãy chấp nhận anh ấy, vì hai người họ cũng thật lòng yêu nhau. Mặc dù Seo Yang ngoài miệng bảo không chấp nhận, nhưng thực ra trong lòng cũng không nỡ từ bỏ mối tình này. Khi cô ta thấy Yang Min gọi điện tới hẹn gặp mặt lần cuối, Seo Yang trở nên sốt sắng. Cô ta hoảng loạn đi tới bờ biển. Lần này cô ta đồng ý nhượng bộ. Hai chúng ta có thể ra nước ngoài sinh sống không? Chỉ hai chúng ta thôi. Để theo đuổi hạnh phúc, người bố đơn thân Yang Min quyết định bỏ rơi con trai theo bạn gái ra nước ngoài. Người nhà đều cảm thấy vui mừng về quyết định của anh ấy. Ai ngờ cuộc trò chuyện của họ đã bị Jun ở ngoài cửa nghe thấy. Cậu bé biết mình sắp bị bố bỏ rơi, lặng lẽ ngồi trong sân. Thấy bố quay về, Jun ngẩng đầu với đôi mắt bi thương. Bố định đi đâu à? Với cái cô đó. Ánh mắt của con trai khiến Yang Min có hơi áy náy. Con đã nghe thấy hết rồi. Thế con sống với ai? Yang Min không ngờ con trai lại có thể bình tĩnh chấp nhận sự thực này. Anh ấy nói với Jun rằng mình sắp ra nước ngoài làm việc, cậu bé sẽ sống với ông bà. Jun rất hiểu chuyện, chấp nhận chuyện này. Hôm sau, Seo Yang tới nhà. Cô ta thấy Jun, ánh mắt lộ rõ sự tức giận. Bà Han nhiệt tình đưa cô ta về phòng, sau đó chê Jun cản trở công chuyện, bảo cậu bé ra ngoài chơi chút. Jun đành một mình rời khỏi nhà. Cậu bé không có nơi nào để đi thì nghĩ tới Misu. Misu thấy Jun một mình đến đây cũng rất bất ngờ. Khi biết cậu bé âm thầm ra ngoài, Misu vội vã gọi điện cho Yang Min nói với anh ấy chuyện Jun tới nhà mình.
Yang Min rất lo lắng. Nghe thấy Misu bảo sẽ đích thân đưa Jun về, anh ấy mới yên tâm, cũng rất cảm kích cô ấy. Jun ở nhà Misu trải qua một buổi chiều vui vẻ nhất. Khi cậu bé định về nhà, đúng lúc gặp Seo Yang đi về. Jun không thích cô ta, cứ cúi đầu không nói chuyện. Seo Yang cũng không để tâm. Cô ta nói với Misu rằng sắp ra nước ngoài kết hôn với Yang Min. Ai ngờ Misu đã biết trước rồi. Yang Min nói với cô sao? Ừm, quan hệ của hai người thân thiết hơn tôi nghĩ đó. Trong lòng Seo Yang có hơi bất an. Cô ta tỏ ra vô ý dò hỏi Yang Min có suy nghĩ gì về Misu, tại sao lại biết chuyện giữa họ. Vẻ mặt của Yang Min không có quá nhiều thay đổi. Anh ấy giải thích Misu chỉ là một người bạn, anh không thân với cô ta lắm đâu, đúng không? Em không thích cô ta. Ông Han biết chuyện Jun âm thầm bỏ nhà đi, vừa lo vừa giận, dặn Jun sau này không được một mình rời khỏi nhà. Nhưng ông Han rất rõ, Jun đã bị tủi thân khi Seo Yang tới nhà. Ông ấy bỗng nhiên không biết, để Yang Min bỏ rơi Jun một mình ra nước ngoài có phải quyết định đúng đắn không? Ông rất thương Jun, câu nói của ông ấy khiến Yang Min bắt đầu dao động. Jun biết bố sắp rời đi, lúc này cậu bé rất nhớ mẹ, nhưng Jun đã gọi mười mấy cuộc gọi, mẹ vẫn không nghe. Jun ấm ức bật khóc, cậu bé không biết bản thân đã làm sai điều gì, tại sao bố mẹ đều muốn bỏ rơi mình. Yang Min rất áy náy. Một tuần sau, Jun đã gọi được cho mẹ, cậu bé cầu xin mẹ đưa mình đi, nhưng lại bị mẹ từ chối, vì cô ta đã kết hôn. Chỉ ở một lúc cũng không được sao? Câu trả lời của mẹ khiến Jun buồn bã rơi nước mắt. Chuyện này khiến Yang Min càng áy náy hơn. Có một chuyện xảy ra khiến ý định tới Mỹ của Yang Min lại lung lay. Mẹ vợ tương lai bỗng tới nhà. Bà Min lo sự tồn tại của Jun sẽ ảnh hưởng tới cuộc hôn nhân sau này của con gái. Bà ta yêu cầu bà Han nhận nuôi Jun. Mặc dù bà Han thấy có hơi đột nhiên, nhưng vì hạnh phúc của Yang Min, bà ta vội vã đồng ý. Nhưng chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy, ông Han đương nhiên không đồng ý. Ông ấy kiên quyết phản đối quyết định này. Yang Min cuối cùng cũng hiểu rằng đồng ý ra nước ngoài sinh sống với Seo Yang vẫn chưa đủ, giờ anh ấy còn phải bỏ rơi con trai. Cứ nghĩ tới dáng vẻ yếu đuối, đáng thương của con, Yang Min vô cùng đau lòng. Không ngờ bản thân lại làm ra chuyện như vậy. Anh ấy lại tới tìm Seo Yang, hỏi cô ta có thể chấp nhận Jun không. Nhưng Seo Yang vẫn từ chối. Yang Min đã đoán được kết quả này. Anh ấy cũng đưa ra quyết định, anh ấy vẫn sẽ đưa Jun vào hộ khẩu của mình. Seo Yang không thể chấp nhận kết quả này. Chúng ta hủy bỏ hôn lễ đi. Misu từ chối thiếu gia nhà giàu, rồi phải lòng một ông bố đơn thân. Khi biết đối phương đã chia tay, cô ấy lập tức mang hộp cơm tự làm và đưa con của anh ấy tới dưới công ty Yang Min. Misu muốn an ủi trái tim tan nát của anh ấy, khiến Yang Min đang chìm đắm trong đau khổ vô cùng cảm động. Bữa trưa thật sự rất ngon. Ba người như một gia đình hạnh phúc, vui vẻ ăn hết bữa cơm. Yang Min nói đùa, Misu là ông già Noel của mình, luôn mang tới thứ anh ấy cần. Misu rất hài lòng với cách gọi này. Tôi có thể thường xuyên làm ông già Noel của anh không? Tôi rảnh lắm. Hai người bất giác dần dần lại gần đối phương. Đến ngày Giáng sinh, Jun làm thiệp định tặng cho Misu và các bạn. Misu rất vui mừng. Khi Jun gặp bạn cũng rất vui. Cậu bé muốn ở lại chơi. Misu bảo Yang Min về trước để Jun chơi một lúc rồi hãng đón về. Yang Min cũng đồng ý. Giờ cô có thời gian không? Yang Min rủ Misu cùng đi dạo. Anh ấy rất cảm Misu suốt bao lâu nay đã quan tâm tới Jun. Nguyện vọng của cô ấy là có thể ở bên cạnh bố con Yang Min, giúp họ quên đi khoảng thời gian đau lòng này. Bỗng nhiên có một con mèo xuất hiện. Misu sợ hãi ngã vào lòng Yang Min. Ai ngờ Misu lại bị một con mèo dọa sợ tới phát khóc. Cô ấy cảm thấy có hơi ngượng ngùng. Yang Min tinh tế lau nước mắt cho cô ấy. Không biết tại sao anh ấy có hơi rung động. Khi hai người tới quán cà phê, bà lão bán hoa bảo họ mua một bông. Misu chưa kịp từ chối, Yang Min liền lấy tiền mua một bông. Misu nhận được hoa hồng, tâm trạng cũng tốt lên nhiều. Hôm nay cô cũng là ông già Noel. Quan hệ giữa họ bất giác gần gũi hơn. Khi Misu tới nhà, thấy Win U đang ở trước cửa. Anh ta thấy hai người cùng về, Misu còn đang cầm hoa, bỗng nổi cơn ghen. Sau khi tiễn Yang Min, Misu với Win U lại tới quán cà phê để vượt qua Yang Min. Win U mua cả giỏ hoa, nhưng Misu chỉ coi anh ta là bạn, không hiểu anh ta đang bực bội chuyện gì. Win U muốn bồi dưỡng tình cảm với Misu, anh ta đưa cô ấy tới sân trượt tuyết. Ai ngờ Yang Min cũng ở đây. Misu vui mừng nhìn anh ấy, khiến Win U cảm thấy nguy hiểm. Khi Misu trượt tuyết, có du khách lao về phía cô ấy. Yang Min phát hiện ra, vội vã chạy tới đẩy ngã cô ấy. Misu mới không bị thương, nhưng tay của Yang Min lại bị gãy xương, khiến Misu rất áy náy. Cô ấy cho rằng bản thân đã hại Yang Min, nhưng anh ấy lại cất lời an ủi, cho dù là ai bị thương, anh ấy vẫn sẽ làm vậy. Misu mới bớt áy náy. Để bù đắp lỗi lầm, mới sáng sớm Misu đã tới thăm Yang Min. Ai ngờ Seo Yang cũng biết tin Yang Min bị thương, vội vã chạy tới bệnh viện. Ai ngờ Misu cũng ở đây. Ánh mắt của Seo Yang lộ rõ sự cảnh giác. Mặc dù cô ta đã chia tay với Yang Min,
nhưng vẫn không thể chấp nhận chuyện bên cạnh anh ấy có người khác. Misu bị kẹp giữa hai người, cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Cô ấy vội vã rời khỏi phòng. Seo Yang cố gắng kiềm chế cơn giận, cầm tấm thiệp Misu để lại. Mong chậu xương rồng này có thể bầu bạn với anh mỗi ngày. Cho tới khi anh bình phục, ngữ khí thân mật này khiến Seo Yang sững người. Họ mới chia tay một tháng, hai người này đã tiến triển tới bước này. Nhưng Yang Min không muốn giải thích quá nhiều. Khi Seo Yang đồng ý chia tay với anh ấy, họ đã không còn can hệ gì nữa. Seo Yang buồn bã về nhà, điên cuồng xé quần áo, để trút hết sự tức tối trong lòng. Những hồi ức hạnh phúc trước đây khiến Seo Yang càng suy sụp hơn. Khi biết Yang Min vì cứu Misu mới bị thương, cô ta không thể kiềm chế được nữa. Seo Yang như vợ cả, cảnh cáo Misu đừng hòng chen vào tình cảm của họ, vì họ chia tay không phải vì không yêu nữa. Ai ngờ Misu hỏi ngược lại cô ta, nếu cô còn yêu Yang Min, sao không thể chấp nhận con trai anh ấy? Seo Yang không biết nói sao, tiên kim tài phiệt lạnh lùng đá bạn trai. Ai ngờ hôm sau lại tới nhà anh ấy xin được quay lại, thậm chí còn đồng ý làm mẹ kế của Jun. Cô ta còn mua quà tới lấy lòng cậu bé. Nhưng khi thấy Seo Yang ở đây, trong mắt Yang Min không còn tình yêu nữa. Anh ấy lạnh lùng quay về phòng. Đến ông Han cũng nhận ra cháu trai không muốn quay lại, nhưng Seo Yang vẫn không từ bỏ. Cô ta chạy vào phòng hứa sẽ làm một người mẹ kế tốt, nhưng vẫn bị Yang Min ngó lơ. Seo Yang cảm thấy rất nhục nhã. Ai ngờ cô ta đã nhượng bộ tới vậy, vẫn bị từ chối. Cô ta tức giận ném vỡ chậu cây xương rồng để trút cơn giận trong lòng. Khi Yang Min phát hiện chậu cây đã vỡ thì vô cùng tức giận. Đây là món quà Misu tặng anh ấy. Anh ấy đau lòng tìm chậu cây mới, trồng xương rồng vào đó. Nhìn cây xương rồng, Misu bất giác mỉm cười. Sau khi chia tay, Misu đã đưa Yang Min ra khỏi đau khổ. Quan hệ giữa họ cũng ngày càng thân thiết. Misu cũng đem lòng yêu Yang Min. Cô ấy lấy hết can đảm tỏ tình với anh ấy. Ngày nào em cũng đợi điện thoại đổ chuông, đợi tin nhắn. Em muốn gọi điện, muốn biết anh đang làm gì. Misu sợ bị từ chối, nói xong liền hoảng loạn bỏ đi. Nhưng cô ấy không biết, Yang Min cũng có cảm giác giống mình. Nhưng anh ấy cho rằng bản thân hiện giờ không có tư cách yêu một người. Nghe thấy lời của Yang Min, Misu trở nên vô cùng kích động. Cô ấy bằng lòng đợi tới ngày Yang Min chấp nhận mình. Vì Yang Min không thể lái xe, Misu nhờ Huyên U dạy lái xe. Huyên U dạy cô ấy suốt một buổi chiều. Cuối cùng cô ấy cũng thuận lợi ra đường. Misu đợi sẵn dưới công ty Yang Min, khiến anh ấy vô cùng cảm động. Misu chu đáo thắt dây an toàn cho Yang Min. Hành động thân mật này khiến trái tim họ đập nhanh. Cảm ơn cô. Xuất phát thôi. Nhưng khi Misu đưa Yang Min về nhà, đúng lúc bị Huyên U nhìn thấy. Lúc này anh ta mới biết Misu vì Yang Min mới học lái xe. Anh ta dường như hiểu ra điều gì đó. Huyên U vẫn luôn yêu thầm Misu. Anh ta hỏi cô ấy có phải thích Yang Min. Misu cũng thừa nhận, khiến Huyên U vừa bất ngờ vừa đau lòng. Hai mắt bất giác đỏ hoa. Thảo nào em chưa từng chú ý tới anh. Huyên U buồn bã rời đi. Misu không hiểu anh ta bị làm sao. Từ ngày hôm đó, Misu không thể liên lạc với Huyên U. Đây là lần đầu tiên anh ta không nhận cuộc gọi của Misu. Misu rất tức giận. Khi gặp lại Huyên U, cô ấy tức giận mắng anh ta. Ai ngờ ngay sau đó, anh yêu em, Misu à. Huyên U không muốn che giấu tình cảm của mình hơn nữa. Anh ta đã tỏ tình với cô ấy, khiến Misu sững người. Cô ấy luôn coi Huyên U là người bạn thân nhất, không biết nên đáp lại tình cảm của anh ta thế nào. Anh không phải muốn em chấp nhận tình cảm của anh, mà muốn để em biết cảm giác anh dành cho em. Nhớ kỹ, anh luôn ở bên cạnh em. Nhưng Misu đã đem lòng Yang Min. Cô ấy có hai tấm vé hòa nhạc, cũng chỉ muốn đi xem cùng Yang Min. Nhưng khi họ vừa tới nơi, lại gặp Seo Yang. Cô ta bỗng nổi cơn ghen. Nhưng vì bạn đại học ở đây, cô ta cố gắng kiềm chế cơn giận. Lúc này Seo Yang rất hối hận quyết định hủy hôn. Cô ta không cam tâm thua một cô gái nghèo khổ, thế nên lại tới tìm Yang Min mong quay lại. Ai ngờ vẫn bị từ chối. Yang Min hy vọng Seo Yang đừng bám theo mình nữa, khiến cô ta rất đau lòng. Nhưng vẫn tự tin cho rằng Yang Min chỉ đang tức giận, sau khi hết giận chắc chắn sẽ quay về bên cạnh cô ta. Seo Yang cảnh cáo Misu rằng sắp quay lại với Yang Min, dặn Misu đừng tiếp cận anh ấy nữa. Khi Seo Yang tới đón Yang Min, anh ấy lại tỏ ra rất bực bội. Anh ấy từ chối cô ta. Nhưng hôm sau Seo Yang vẫn tới. Lần này Yang Min thà tự lái xe, cũng không lên xe cô ta. Sự lạnh nhạt của Yang Min khiến Seo Yang vô cùng ngượng ngùng. Cô ta bám theo anh ấy, phát hiện anh ấy tới đón Misu đi làm, khiến Seo Yang tức điên. Sau khi Misu xuống xe, Seo Yang cũng bám theo, tát mạnh vào mặt Misu. Misu chưa kịp phản ứng, ngay sau đó lại ăn thêm một cái tát. Khi Seo Yang định đánh nữa, Yang Min bỗng nhiên xuất hiện ngăn cản cô ta, mắt lộ rõ sự phẫn nộ. Seo Yang bực bội, quay người bỏ đi. Misu lại ấm ức bật khóc. Yang Min không ngờ bản thân lại khiến Misu tổn thương. Anh ấy đau lòng ôm cô ấy vào lòng. Seo Yang không có nơi trút giận, liền xả hết lên người bảo mẫu. Cút ra ngoài cho tôi. Hóa ra Misu là con gái của bảo mẫu. Seo Yang tức giận mắng Misu là đồ nhà nghèo ngạo mạn bẩn thỉu. Bà Moon nghe thấy Seo Yang lăng mạ con gái mình,
run cả người. Bà ấy không thèm lấy lương, tức giận bỏ đi. Nhưng Seo Yang không biết, hành động hôm nay của cô ta đã tình cờ thúc đẩy mối quan hệ giữa Yang Min và Misu. Khi họ định tạm biệt, Misu lần đầu chủ động hôn Yang Min. Yang Min cứ như ăn phải mật ngọt, nhưng bà Moon tin rằng Misu chắc chắn sẽ không hẹn hò với Yang Min, vì anh ấy có tình sử phức tạp, còn có một đứa con trai. Nghe thấy lời của mẹ, Misu không dám nói ra chân tướng. Bà Han chỉ muốn Yang Min với Seo Yang quay lại. Ai ngờ cô ta lại nói với bà Han, Yang Min đã yêu Misu, nhưng bà ta không tin cháu gái của con bé là bạn thân của Jun. Cho nên Misu thường dẫn chúng đi chơi, chắc chắn không phải thật đâu. Yang Min nói với cháu đó. Bà Han rất bất ngờ, lập tức chạy tới nhà Misu, mắng mỏ bà Moon. Trong mắt bà ta, Misu không thể so bì với thiên kim tài phiệt Seo Yang. Bà Moon rất tức giận. Bà Misu còn bực bội hơn, đứa cháu trai ngu xuẩn của bà có gì giỏi giang chứ, chỉ là một ông bố đơn thân chăm con thôi mà, còn bị người ta hủy hôn. Hai người hợp lực đuổi bà Han ra khỏi nhà. Qua những chuyện xảy ra gần đây, Yang Min cũng phát hiện bản thân đã yêu Misu. Anh ấy bày tỏ tình cảm của mình với cô ấy. Misu mỉm cười, cô ấy cuối cùng cũng đợi được anh ấy. Nhưng khi về nhà, lại bị mẹ tra hỏi mối quan hệ giữa mình và Yang Min. Lần này Misu dũng cảm thừa nhận. Bà Moon rất suy sụp, bà ấy không chấp nhận con gái một người bố đơn thân. Bà ấy mặc kệ lời cầu xin của con gái, kiên quyết phản đối hai người hẹn hò. Ngày đầu tiên yêu đương, Misu đã bị cản trở. Cô ấy đau lòng tâm sự với Yang Min. Yang Min rất áy náy. Ai ngờ bà Han lại tới nhà Misu gây chuyện. Anh ấy cầu xin bà ta sau này đừng nhúng tay vào chuyện tình cảm của mình. Nhưng bà Han coi Yang Min như con trai ruột, sao có thể trơ mắt nhìn anh ấy từ bỏ thiên kim tài phiệt, hẹn hò với cô gái nhà nghèo. Để chia rẽ Yang Min và Misu, Seo Yang tới gặp bà Han. Cháu từng thấy Misu với một học sinh của cháu vào khách sạn. Bà Han rất sốc, ai ngờ cuộc sống đời tư của Misu lại hỗn loạn như vậy. Bà ta tức giận đến tìm Misu, giật tóc cô ấy, cảnh cáo cô ấy đừng lại gần Yang Min. Cũng may bà Mon và dì kịp thời chạy tới, Misu mới thoát khỏi nguy hiểm. Chuyện này nhanh chóng chuyển tới tai ông Han. Khác với bà Han, ông ấy không mong Yang Min quay lại với tình cũ. Hôn nhân là trò đùa à, đã đính hôn rồi, sau đó lại hủy hôn, sau đó lại đòi quay lại. Cô ta muốn tới là tới, muốn đi là đi à. Bà An không dám nói gì. Trước mặt ông Han, Yang Min thừa nhận mình thích Misu. Ông Han cũng rất quý Misu, vì cô ấy là cô gái hiền lành. Ông Han cảnh cáo bà Han, đừng nhúng tay vào chuyện tình cảm của Yang Min. Bà ngoại của Misu cũng muốn gặp Yang Min. Bà ấy cho rằng hai người yêu nhau thật lòng, mọi chuyện không thành vấn đề. Cháu xem Romeo và Juliet kia, họ đều chết rồi. Cháu từng xem Love Story chưa? Nữ chính cũng chết rồi. Con mau cút ra ngoài, tại sao lại lắm chuyện thế hả? Thiên kim tài phiệt vừa chia tay, phát hiện bản thân mang thai. Seo Yang suy nghĩ suốt một đêm, cuối cùng vẫn nói chuyện này với Yang Min. Nhưng giờ anh ấy đã có bạn gái mới, không muốn có can hệ gì với Seo Yang. Em mang thai rồi. Yang Min rất sững sờ, không dám tin vào tai mình. Seo Yang đưa ảnh siêu âm, cô ta định dùng đứa trẻ này uy hiếp Yang Min. Em định sinh đứa bé. Em muốn sinh đứa bé, cho nên anh buộc phải quay về bên em. Nếu không em sẽ một mình sinh con. Trong đầu Yang Min bỗng trống rỗng, tình đầu vừa ném cho anh ấy một đứa con 6 tuổi, lẽ nào giờ lại thêm một đứa nữa? Seo Yang mong hai ngày sau sẽ nhận được câu trả lời của Yang Min. Yang Min suy sụp trốn trong xe, anh ấy không biết nên xử lý chuyện hoang đường này thế nào. Anh ấy say xỉn tới dưới nhà Misu, ôm chặt lấy cô ấy. Cho dù xảy ra chuyện gì, cho dù đó là gì, em sẽ tin anh chứ, đợi anh chứ. Yang Min không dám nói chuyện Seo Yang đã mang thai. Thấy ánh mắt ngập tràn tình cảm của Misu, anh ấy vô cùng áy náy. Yang Min nói quyết định với Seo Yang, anh ấy sẽ chịu trách nhiệm với đứa bé, nhưng không thể kết hôn với Seo Yang, vì hai người họ đã không còn tình cảm. Nhưng Seo Yang không muốn buông tay, cô ta yêu cầu Yang Min quay về bên mình. Cuộc đời anh ấy vừa có chuyển biến tốt, lại bị đẩy xuống vực thẳm. Anh ấy xấu hổ tới gặp Misu, nhưng vẫn không thể nói ra sự tình, vì sẽ khiến Misu bị tổn thương. Misu vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, hào hứng bàn bạc kế hoạch cuối tuần đi chơi với anh ấy. Seo Yang báo tin mang thai với bố mẹ. Bà Min sốc nặng. Phá thai, lập tức phá thai đi. Seo Yang đã quyết tâm sinh đứa bé này. Đến cuối tuần, Yang Min đang định xuất phát, bỗng nhận được điện thoại của bố Seo Yang. Ông Min muốn nói chuyện riêng với anh ấy. Yang Min đành bảo Misu một mình tới ga tàu. Chuyện này khiến cô ấy rất hụt hẫng. Ông Min muốn hỏi dự định của Yang Min. Yang Min bảo mình sẽ chịu trách nhiệm với đứa bé, nhưng sẽ không kết hôn với Seo Yang, vì anh ấy đã yêu người khác. Ông Min rất thất vọng về Yang Min. Ông ta đứng trên góc độ của một người bố, cầu xin Yang Min suy nghĩ kỹ lưỡng. Đối với một người phụ nữ mà nói thì rất nuối tiếc, cô ta chỉ có một mình, nhưng Seo Yang là hai người, bao gồm đứa bé. Khi Yang Min tới ga tàu, tàu đã chạy, họ buộc phải hủy bỏ chuyến du lịch này.
Misu rất buồn bã, cô ấy muốn biết đã có chuyện gì quan trọng khiến Yang Min đến muộn. Yang Min vẫn không thể nói ra bí mật, Chao Yang không thể đợi thêm nữa. Để ép Yang Min mau quay về bên mình, cô ta nói chuyện mang thai với bà Han. Bà ta rất kinh ngạc, không dám tin vào tai mình, xảy ra chuyện lớn như vậy. Yang Min lại không nói với bà ta. Bà Han tức giận kéo Yang Min về nhà, trước mặt cả nhà, nói tin Seo Yang đã mang thai. Ông Han tức phát điên. Bà Han cũng nhân cơ hội này, yêu cầu Yang Min kết hôn với Seo Yang, nhưng không có ai để tâm tới cảm nhận của anh ấy. Yang Min tức giận đến tìm Seo Yang, mong cô ta buông tha cho anh ấy. Cho nên anh muốn em bỏ đứa bé này ư? Đúng không? Seo Yang cho rằng Yang Min nhất định sẽ thương xót đứa bé mà quay về bên mình. Lựa chọn khó khăn này khiến Yang Min rất suy sụp. Lúc này Misu vẫn chưa biết gì. Hôm nay cô ấy tới tìm Yang Min đúng lúc gặp bà Han. Yang Min không nói gì với cháu ư? Nói gì ạ? Misu rất ngơ ngác, không hiểu bà Han có ý gì. Nghĩ tới biểu hiện bất thường gần đây của Yang Min, Misu càng thấy bất an. Để đặt tên cho con, Seo Yang gửi tin nhắn cho Yang Min. Khi anh ấy nhìn thấy tin nhắn, không thể kiềm nén cơn giận trong lòng thêm nữa. Anh ấy bẻ gãy điện thoại, ném mạnh xuống sàn. Nhưng Seo Yang vì không nhận được phản hồi, quyết định nói chân tướng cho Misu. Cô ta hẹn gặp Misu: tôi đã mang thai con của Yang Min. Khoảnh khắc này, thế giới của Misu như sụp đổ. Seo Yang cảnh cáo Misu mau chia tay. Misu vô cùng tuyệt vọng, cô ấy không đành lòng để đứa bé trong bụng Seo Yang mất bố, quyết định từ bỏ hạnh phúc của mình, chia tay với Yang Min. Nhưng cảnh hai người chia xa đúng lúc bị Seo Yang nhìn thấy. Cô ta tưởng họ lại hẹn hò, tức giận gọi Misu. Cô ta định mắng Misu một trận, ai ngờ Misu lại bảo mình đã chia tay. Thật lòng mong Seo Yang có thể bình an sinh đứa bé. Seo Yang không tin, cô ta muốn Misu và Yang Min cả đời này sống trong áy náy và hổ thẹn. Seo Yang càng nói càng kích động, nhưng ngay sau đó bụng bỗng nhiên quặn đau. Misu vội vã đưa cô ta tới bệnh viện, nhưng đã muộn, vì phải chịu áp lực quá lớn, khiến Seo Yang sảy thai. Yang Min nhận được tin cũng tức tốc chạy tới, vừa vào phòng đã bị bà Min tát một cái. Bà ta căm hận chàng trai đã khiến con gái mình đau khổ. Seo Yang bảo mẹ mau rời đi, cô ta mong tối nay Yang Min có thể ở lại đây để bù đắp lỗi lầm. Yang Min đã đồng ý. Lúc này bà Han cũng biết tin Seo Yang sảy thai, nên cũng vội vã tới bệnh viện, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ai ngờ Seo Yang cố ý bảo Yang Min ra ngoài, ấm ức nói với bà Han. Misu cố tình đẩy cô ta, mới dẫn tới sảy thai. Bà Han rất sững sờ, không dám tin Misu lại độc ác như vậy. Bà ta tức giận nói chuyện này với Yang Min, nhưng anh ấy không tin. Cháu đã bị tình yêu làm mờ mắt, bà sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Bà sẽ không để Misu đắc ý đâu. Bà Han tức giận tới tìm Misu tính sổ. Yang Min cũng rất bất lực. Anh ấy thất vọng nói với Seo Yang, nếu Misu là người độc ác như vậy, đã không vì lo lắng cho đứa bé mà chia tay với anh ấy. Seo Yang rất sững sờ, anh bảo Misu đã chia tay với anh ư? Chuyện này khiến Seo Yang không ngờ tới. Bà Han xông vào nhà Misu gây rối, trách mắng cô ấy đã hại chết con của Seo Yang. Bà Moon nghe thấy những lời lăng mạ này, tức giận đuổi bà Han ra ngoài. Khi Misu về nhà thì bị cả nhà chất vấn. Cô ấy cũng rất ấm ức, cô ấy tốt bụng đưa Seo Yang tới bệnh viện, vậy mà lại bị vu oan. Misu vội vã giải thích bản thân không làm gì cả, cô ấy đã chia tay với Yang Min. Người nhà càng tức giận, không thể để yên chuyện Misu bị vu oan. Nhưng bà Han cho rằng Seo Yang sẽ không lừa bà ta. Bà ta tới tìm Misu, xông tới đánh đập cô ấy. Misu vô cùng tủi thân, cô ấy giải thích với bà Han rằng đã chia tay với Yang Min. Bà Han biết tin họ đã chia tay mới bình tĩnh lại. Bà ta yêu cầu Misu hứa sẽ không bao giờ gặp lại Yang Min. Nhưng hai người thật lòng yêu nhau, sao có thể nói dứt là dứt được. Yang Min tự tay thiết kế một căn nhà, đó là nơi anh ấy muốn sống chung với Misu. Khi thấy căn nhà, trái tim Misu bị dao động. Cô ấy ra gặp Yang Min. Đối với Yang Min, họ chưa từng chia tay. Anh ấy cũng muốn mãi mãi ở bên cạnh Misu. Misu đương nhiên cũng muốn thế. Hai người cuối cùng đã làm lành. Hôm nay bà Han vào phòng Yang Min, tình cờ thấy màn hình điện thoại của anh ấy là ảnh của Misu. Bà ta sợ hết hồn, hai người chẳng phải đã chia tay rồi ư? Bà Han rất tức giận, cho rằng Misu vẫn quấn lấy Yang Min. Bà ta không thể chịu nổi nữa, bèn hẹn gặp Misu ở nhà. Chú Bê thấy chuyện chẳng lành, âm thầm báo tin cho Yang Min. Khi Misu tới nhà, bà Han nói ra bí mật về thân thế của cô ấy. Cô không phải con gái của Shinya, Suya mới là mẹ đẻ của cô. Dì cô trước khi đi Mỹ đã sinh cô, sau đó đưa cho mẹ cô nuôi dưỡng. Chuyện này chẳng khác nào sét đánh ngang tai, khiến Yang Min sốc tới mức nói không nên lời. Cô ấy lại là đứa bé bị mẹ bỏ rơi. Lúc này Yang Min cũng về nhà, anh ấy định ngăn cản bà Han nói tiếp, nhưng đã muộn. Misu suy sụp rời khỏi nơi này, không biết nên chấp nhận chân tướng thế nào. Suya 18 tuổi chưa kết hôn đã sinh con, sau khi vứt đứa bé cho chị gái Shinya thì bỏ nhà ra đi, từ đó không có tin tức. Shinya đành nuôi dưỡng đứa bé lớn khôn như con của mình. Ai ngờ 30 năm sau, Suya bỗng nhiên quay về. Misu nghi hoặc nhìn bà cô lạ lẫm trước mặt. Suya ngay lập tức nhận ra là con gái mình.
hai mắt bà ta đỏ hoe, kích động ôm lấy Misu. Cô là gì cháu? Dì ư? Thật là dì ư? Lúc này Misu mới nhận ra đối phương là dì mình, nhưng cô ấy không ngờ dì lại là mẹ đẻ của mình. Bà Moon vốn định che giấu bí mật này cả đời, ai ngờ vẫn bị lộ. Bà Han nói cho cô ấy biết thân phận của mình, khiến cô ấy rất suy sụp, không biết nên chấp nhận chân tướng này thế nào. Cú đả kích lớn khiến Misu sốt cao, cô ấy không đủ sức về nhà, đành nhờ chủ quán tốt bụng để Misu nghỉ ngơi ở phòng khách. Misu ngày càng thấy lạnh, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Khi chủ quán phát hiện ra Misu đã mất ý thức, bà ấy vội vã liên hệ với người nhà của Misu, nhưng vì không mở được điện thoại, chủ quán đành đợi người nhà Misu chủ động liên lạc. Cùng lúc đó, Yang Min không liên lạc được với Misu nên cũng rất lo lắng. Bà Moon thấy con gái cả đêm không về, vội vã tới tìm Yang Min để hỏi tung tích của Misu. Ai ngờ Yang Min nói với bà ấy Misu đã biết gì mới là mẹ đẻ của cô ấy. Bà Moon rất sững sờ, ai ngờ Misu đã biết bí mật này nhưng lại không nói gì. Misu chắc chắn bị đả kích lớn nên mới không về nhà, khiến bà Moon càng lo lắng hơn. Yang Min an ủi bà ấy đừng lo, anh ấy sẽ tiếp tục liên lạc với Misu. Yang Min liên tục gọi điện cho Misu, lần này cuối cùng cũng gọi được. Chủ quán hoảng loạn thông báo tình hình của Misu với Yang Min, anh ấy lập tức chạy tới, sốt sắng gọi Misu dậy, nhưng cô ấy vẫn không tỉnh lại. Yang Min nhìn dáng vẻ đau khổ của cô ấy, đau lòng ôm Misu vào lòng. Bà Moon cũng nhanh chóng nhận được tin, vội vã chạy tới bệnh viện. Bà ấy áy náy nói với Misu, cho dù xảy ra chuyện gì, Misu cũng mãi mãi là con của bà ấy. Mẹ chưa từng nghĩ con không phải con đẻ của mẹ. Con hiểu mà. Thật ư? Con biết nỗi lòng của mẹ. Đúng chứ? Hai mẹ con bật khóc nức nở. Misu cũng chấp nhận thân thế của mình. Cô ấy về nhà, Suya vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, trách mắng Misu cả đêm không về. Cô ấy lại lạnh lùng quay về phòng. Suya muốn quan tâm Misu, nhưng lại bị cô ấy gạt tay ra. Ánh mắt của Misu lộ rõ sự căm hận. Tại sao bà lại bỏ rơi tôi? Suya giật bắn mình, bà ta còn định tiếp tục phủ nhận. Misu càng tức hơn, cô ấy không hiểu một người nhẫn tâm thế nào mới bỏ rơi đứa con của mình. Lúc này Suya mới biết Misu đã biết thân thế thật sự. Bà ta đau lòng quỳ xuống xin lỗi cô ấy, nhưng Misu vẫn không hết giận. Cô ấy trốn vào phòng, cho dù thế nào cũng không nhận Suya làm mẹ. Ánh mắt ghét bỏ của Misu khiến Suya rất đau lòng. Bà ta dè dặt vào phòng Misu, giải thích rằng mình chưa từng muốn bỏ rơi cô ấy. Khi con 4 tuổi, mẹ tới đón con, nhưng mẹ con không cho mẹ đưa con đi. Bà ấy đã coi con như con gái ruột, cho nên mẹ mới rời đi. Dù vậy Misu vẫn không tha thứ cho Suya, quan hệ giữa hai người cũng trở nên tồi tệ. Qua biểu hiện gần đây của Yang Min, bà Moon bắt đầu chấp nhận anh ấy. Bà ấy không còn phản đối hai người hẹn hò, mối tình của Yang Min và Misu cũng được ủng hộ. Ai ngờ một phiền phức lớn lại ập tới. Khi Suya đi xem mắt, tưởng chú B là đối tượng xem mắt, vẻ ngoài hấp dẫn của đối phương khiến bà ta rung động. Ai ngờ hôm sau hai người lại gặp nhau, khiến Suya rất kích động. Để cảm ơn mối lương duyên này, họ cùng đi ăn cơm. Suya chu đáo sắp xếp dụng cụ ăn uống. Sự hiền lành của bà ta đã hấp dẫn chú B. Chẳng phải anh sống một mình 5 năm sao? À, đúng vậy, đúng vậy. Yang Min từ bỏ thiên kim tài phiệt, kiên quyết ở bên Misu, khiến bà Han không chấp nhận được. Hôm nay là ngày đầu tiên Misu tới nhà Yang Min chơi. Bà Han tỏ rõ thái độ, không thèm chào hỏi, khiến Misu rất ngượng ngùng. Khi ăn cơm, bà Han rời khỏi nhà để bày tỏ thái độ phản đối, khiến Misu có hơi mất mặt. Để giữ ấn tượng tốt, sau khi ăn cơm, Misu chủ động thu dọn. Ông Han và chú B rất hài lòng về Misu. Sau khi bà Han quay về, Yang Min chân thành cảm ơn bà ta đã vất vả chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, đồng thời cũng mong bà ta ủng hộ mối tình của mình. Cô giống như mẹ cháu. Câu nói của Yang Min khiến bà Han dao động. Yang Min cũng quyết định kết hôn với Misu. Anh ấy cẩn thận chọn nhẫn, chuẩn bị cầu hôn Misu. Misu đã đợi ngày này rất lâu rồi. Cô ấy lập tức đồng ý. Hai người hứa với nhau cho dù gặp khó khăn gì cũng cùng nhau vượt qua. Lúc này bà Han vẫn mong Yang Min cưới Seo Yang. Bà ta liền gọi điện cho Seo Yang. Ai ngờ người nghe máy là bà Min. Bà Min không muốn con gái có bất kỳ quan hệ gì với Yang Min nữa. Bà ta bực bội nói với bà Han, kể cả không sảy thai, lúc đó họ cũng định phá thai rồi. Bà Han rất sững sờ, hóa ra Seo Yang không định giữ đứa bé. Lúc này bà Han mới biết mình bị lừa. Bà ta lại tới tìm Misu, muốn biết Misu có đẩy Seo Yang không? Cháu không? Cô xin lỗi, Misu à. Cuối cùng bà Han cũng tỉnh ngộ. Bà ta xin lỗi vì đã hiểu nhầm Misu. Lúc này bà ta cũng thay đổi suy nghĩ về cô ấy.
Ai ngờ sau khi chú B và Suya quen nhau, chú ấy bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp và sự chu đáo của Suya. Chú ấy nói dối là mình độc thân để hẹn hò với bà ta. Suya tưởng mình tìm thấy hạnh phúc. Youngmin và Misu bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ, nhưng cô ấy không ngờ bà Han lấy ra danh sách của hồi môn đắt đỏ. Bà Moon thấy danh sách cũng rất hết hồn, với điều kiện gia đình của họ không thể chuẩn bị hồi môn giá trị như vậy. Bà ngoại tức giận gọi Youngmin tới nhà, bảo anh ấy giải thích về danh sách này. Youngmin không ngờ bà Han quá đáng như vậy, vội xin lỗi mọi người. Hồi môn chỉ cần chuẩn bị đơn giản là được, nhưng bà Han không đồng ý. Bà ta cố ý dẫn Misu tới chọn hàn phục, còn chọn loại vải đắt nhất. Sắc mặt Misu rất khó coi, cô ấy không đủ tiền mua đống quần áo này. Bà Moon không muốn con gái vì của hồi môn là mất mặt, quyết định lấy ra toàn bộ tiền tích lũy. Dù vậy vẫn không gom đủ, bà Moon đành làm thủ tục vay tiền. Ông Han đúng lúc thấy cảnh này, ông ấy rất thắc mắc, lẽ nào là để chuẩn bị hồi môn ư? Ông Han hẹn gặp bà Moon ở nhà. Trước mặt bà Han, bảo nhà Misu chỉ cần mua nhẫn, không cần chuẩn bị gì khác. Bà Han nghe vậy rất kích động. Bố à, trên đời này đâu có hôn lễ như vậy, phải làm theo tập tục và truyền thống. Nhưng ông Han cho rằng hai đứa trẻ thật lòng yêu nhau, có thể sống hạnh phúc, xính lễ và của hồi môn đều không quan trọng. Vấn đề của hồi môn đã được giải quyết, nhưng bà Han tức phát điên, không của hồi môn hay quà cưới, hôn lễ tổ chức thế nào? Bà Han càng nghĩ càng tức, bà ta tức giận tới tìm chồng tâm sự. Ai ngờ lúc này trong đầu chú B toàn là gì của Misu. Bà Han ngồi trước mặt, chú ấy vẫn dám âm thầm nhắn tin, anh đang làm gì vậy? Không có gì đâu. Lúc này Suya gọi điện tới, chú B không dám nghe máy. Đã xảy ra chuyện gì? Sao anh ấy không nghe nhỉ? Suya lại nhắn tin. Bà Han phát hiện ra bất thường, đang định nói gì đó, chú B vội tháo pin điện thoại. Suốt tối Suya không thể liên lạc với chú ấy. Mẹ đoán đối phương đã có gia đình. Không phải đâu, mẹ không biết anh ấy tốt nhường nào đâu. Anh ấy chắc chắn không phải người như vậy.